Là chiếc tủ Toshiba mà mình đã hướng dẫn sửa cho anh em lúc trước nhé, ở video trước nhé. Đây, sau khi sửa xong đấy, tầm được khoảng có khoảng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Này, đá anh em nhìn này. Đấy, sửa xong cái mà đá đã đông đá cứng đét luôn nhé. Đây này, anh em nhìn nhé. Đá cứng đét luôn này. Đấy, tủ chạy hoạt động bình thường nhé. Đấy. Anh em cứ làm theo hướng dẫn của mình nhé. Đấy. Với chiếc tủ lạnh mà nó báo lỗi như vậy đấy, mà bị bó dàn như thế thì anh em kiểm tra theo hướng dẫn của mình ở video trước, anh em vào xem các video trước của mình đấy. Và với video này thì anh em kiểm tra nhìn này đấy, tủ chạy ngon lành, quạt mát lạnh luôn đấy, và đông đá thì sau có khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là đá đã đông cứng đét rồi nhé. Đây, mình đang để ở cái chế độ này là chế độ mở gió cỡ to nhất để xuống ngăn mát. Bởi tủ mình vừa mới cắm được 2-3 tiếng thì phải cho ngăn mát xuống để còn cho tủ ấy nhá, cho đồ cho để sử dụng nhá. Đấy. Và số số của tủ thì mình cũng chỉ để ở mức đây là số 4, bởi vì đây là mức số 4, chưa phải mức mắc đâu nhá. Đang số 4. Bởi vì hiện tại là tủ mới sửa xong có 2-3 tiếng cho nên là mình đang để số tương đối to. Còn bình thường ấy, như anh em mà sử dụng gia đình với đồ dùng bình thường ấy thì chúng ta cứ để ở tầm khoảng số 3 là ok thôi. Đấy. Nên mùa đông thì chúng ta chỉ cần sử dụng số 2 thôi. Mùa hè có thể tăng lên số 3, số 4, bởi vì mùa hè thì nhiệt độ nóng hơn và đồ mình để trong đấy thì nó cũng nhiều đồ hơn, thì có nước chẳng hạn, để nước đá chẳng hạn, thì chúng ta phải để số to hơn. Anh em nhé. Đấy, cứ theo cái hướng dẫn video trước của mình thì anh em có thể làm theo và sẽ đạt kết quả. Đây. Thực tế là như này. Anh em xem. Đấy, anh em xem video của mình mà thấy hữu ích thì ấn like và đăng ký kênh của mình để theo dõi hướng dẫn. Thì mình sẽ hướng dẫn sửa cả tủ lạnh này, máy giặt này, máy lọc nước này, bình nóng lạnh này, điều hòa, tất cả các đời máy, rồi các loại máy, kể cả inverter, rồi máy chạy cơ, các loại nhé. Đấy, anh em có thể tự mình sửa được, không cần phải gọi thợ về nhà nữa nhé. Cứ theo hướng dẫn của mình là ok nhé. Và chào anh em. Thank you.